Xin chào, như các bạn đã thấy trên truyền thông, khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan cũng là lúc có rất nhiều người Afghanistan đã bất chấp nguy hiểm tháo chạy khỏi đất nước. Nhiều người khác không may mắn đã bị bắt và đưa đi hành quyết. Với những người ở lại, họ đang phải đối mặt với sự quản lý của Taliban, lực lượng Hồi giáo được cho là có những quy định rất hà khắc theo luật Sharia. Chúng ta đã biết rằng đây không phải lần đầu tiên Taliban chiếm quyền quản lý đất nước Afghanistan, mà từ những năm 90 cho đến năm 2001, tức là trước giai đoạn Mỹ đưa quân đến thì Taliban đã là chủ của đất nước. Và lúc đó, những người dân Afghanistan đã phải chịu sự quản lý với một bộ luật được cho là rất cực đoan. Một số quy định như sau: đối với đàn ông thì phải để râu và không được uống rượu bia. Phụ nữ từ 10 tuổi thì không được ra đường nếu không có người đàn ông trong gia đình đi cùng, kể cả đi học hay đi làm cũng không. Bắt đầu từ 8 tuổi, nếu có ra đường, người phụ nữ sẽ phải che kín mặt, không đi giày cao gót, ăn mặc kín đáo, không để người đàn ông lạ chú ý. Họ cũng không có quyền thừa kế hay tiếng nói trong xã hội. Mặc dù môi trường sống này sẽ hạn chế được rất nhiều hot girl bán bưởi kiếm tiền, nhưng đây thực sự là một cuộc sống gò bó và như nhà tù đối với phụ nữ. Và đây cũng chỉ là một vài quy định nổi bật nhất, ngoài ra còn rất nhiều luật lệ phức tạp khác. Nếu vi phạm các quy định của luật Sharia ở Afghanistan, người ta sẽ bị xử lý như sau. Tội phạm sẽ được chia làm 3 loại, bao gồm: 1. Là tội thuộc nhóm tà dị, đây là nhóm tội nhẹ nhất và cũng được xử theo quyết định của tòa án. 2. Nhóm tội quy sát, nếu vi phạm các điều luật thuộc nhóm tội này, người phạm tội sẽ phải chịu hậu quả hệt như những gì họ đã gây ra với nạn nhân. Ví dụ như anh ta đánh gãy một xương sườn bên phải của nạn nhân thì anh ta cũng sẽ phải chịu hình phạt bị đánh gãy một xương sườn bên phải đúng vị trí mà nạn nhân phải chịu. Và 3. Là nhóm tội Hudud, đây là nhóm tội nghiêm trọng nhất và được xem là chống lại Chúa. Một số tội nổi bật thuộc nhóm này bao gồm ngoại tình, uống rượu, trộm cắp hay cướp trên đường cao tốc. Với loại tội này, hình thức xử phạt sẽ là vô cùng khủng khiếp và có thể nói là man rợ. Ví dụ như cắt cụt tay chân, đánh hay ném đá cho đến tử vong. Có lẽ ở đất nước này chẳng ai dám đi ăn trộm nữa. Và có lẽ các bạn cũng sẽ thắc mắc, tại sao người Hồi giáo lại tuân theo một bộ luật hà khắc như vậy? Thì thực ra, bản chất nó không phải như vậy. Bộ luật mà chúng ta đang nói đến là luật Sharia. Nó được người Hồi giáo xem là quy tắc sống và áp dụng trong cả chính quyền. Hiểu đơn giản thì luật ở Việt Nam do Quốc hội đề nghị và phê duyệt. Còn luật ở đây thì đơn giản hơn rất nhiều. Nó được truyền từ xa xưa, bắt nguồn chủ yếu từ những điều được ghi lại trong Kinh Koran và những điều mà nhà tiên tri Muhammad đã ghi lại. Ban đầu thì bộ luật rất mềm và có nhiều quy định bảo vệ quyền lợi của nữ giới. Tuy nhiên, qua thời gian dài và cách truyền đạt bị hiểu sai, dẫn đến có rất nhiều cách hiểu về bộ luật Sharia. Bản thân người Hồi giáo cũng chia thành hai nhóm chính, một nhóm theo tự do hiện đại và một nhóm bảo thủ cực đoan. Taliban là một trường hợp như vậy. Họ có cách hiểu và ứng dụng khác nhau về luật Sharia, ví dụ như một số người nói rằng đàn ông là quả gòn mùn với phụ nữ. Ý nghĩa của thuật ngữ này thì đang được tranh luận sôi nổi. Phe hiện đại và cởi mở thì hiểu rằng đàn ông phải bảo vệ và chăm lo cho phụ nữ, nhưng phe cực đoan thì cho rằng câu đó có nghĩa là đàn ông mạnh hơn phụ nữ. Phụ nữ sùng đạo thường vâng lời và nếu họ không chấp nhận vâng lời thì cách tốt nhất là nên tấn công hoặc đánh đập họ. Sharia khẳng định rằng phụ nữ có quyền hợp pháp về tài chính cũng như quyền thừa kế. Tuy nhiên, Kinh Koran chỉ rõ một người em gái được thừa kế một nửa số tiền của anh trai mình. Một số học giả đã lập luận rằng sự khác biệt trong thừa kế được cân bằng bởi thực tế là những người đàn ông có trách nhiệm hỗ trợ về tài chính với những người phụ nữ, người già và trẻ nhỏ trong gia đình. Theo một câu kinh Quranic rằng, nếu không có hai người đàn ông thì hãy đưa một người đàn ông cùng hai người phụ nữ đi cùng. Có người thì hiểu câu này là trong kinh doanh, một người đàn ông thường nhanh nhạy bằng hai người phụ nữ. Nhưng những người cực đoan thì lại hiểu rằng một câu nói của người đàn ông có giá trị bằng hai người phụ nữ. Kinh Koran nói rằng một người phụ nữ không nên để lộ vẻ đẹp của mình cho những người đàn ông ngoài gia đình của cô ấy thấy. Một số luật gia Hồi giáo đã phán quyết rằng điều này yêu cầu phụ nữ phải che hết mặt khi họ ra đường. Nhưng nhiều người Hồi giáo trên khắp thế giới coi điều đó có nghĩa đơn giản là phụ nữ nên mặc và cư xử khiêm tốn ở nơi công cộng. Như vậy chúng ta thấy cũng là một câu kinh giảng dạy nhưng họ lại hiểu theo cách khác nhau. Chính vì vậy rất nhiều nước theo đạo Hồi mỗi nơi lại thực hiện một quy định khác nhau. Ví dụ như Ả Rập Xê Út, Iran hay Sudan thì có những biện pháp trừng phạt rất nặng như hành quyết bằng ném đá hay chặt. Trong khi các quốc gia khác như Brunei, Indo hay Qatar thì chỉ đánh đòn,
hay phạt tù với các tội phạm đó. Hiện nay thì thế giới vẫn chưa rõ lực lượng Taliban sẽ thực hiện luật Sharia hà khắc như trước đây hay nới lỏng với người dân. Theo công bố trên truyền thông thì đại diện lực lượng Taliban phát biểu rằng họ sẽ tôn trọng quyền tự do của phụ nữ nhưng trong khuôn khổ Hồi giáo. Phụ nữ có quyền đi học và làm việc trong chính phủ. Có điều, nhiều người dân Afghanistan thì không tin vào những lời nói của Taliban. Cho nên, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Phụ nữ Afghanistan có được mặc váy ngắn, bó sát, tung tăng trên đường phố hay không? Vẫn là một dấu chấm hỏi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.